Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nguyễn Thị Duệ, nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Nguyễn Thị Duệ, nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam, đã để lại cho đời một tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và rèn luyện chữ nghĩa. Không phải là một giai thoại truyền miệng, Nguyễn Thị Duệ là nhân vật có thật và việc bà Đỗ Trạng Nguyên cũng không phải là chuyện bịa. Nhưng vì sao mắc tội khi quân lại không bị xử tội mà còn được gọi là bà chúa? Câu chuyện về nữ nhi tài hoa vắt qua hai vương triều đã để lại nhiều thông điệp giáo dục sâu sắc. Giả trai Đỗ Trạng. Sử liệu cho rằng thời phong kiến phụ nữ không được quyền thi cử, học hành. Tuy nhiên, lịch sử khoa bảng Việt Nam vẫn ghi nhận một nữ trạng nguyên, đó là bà Nguyễn Thị Duệ. Bà Nguyễn Thị Duệ còn có những tên khác như Nguyễn Thị Du, Nguyễn Thị Ngọc Toàn và tên hiệu là Diệu Huyền. Bà sinh ngày 14 tháng 3 năm 1574 ở làng Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bà xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã bộc lộ tài năng thiên bẩm về chữ nghĩa, vừa thông minh lại sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Nên khi mới 10 tuổi, bà đã được nhiều gia đình quyền quý trong vùng hỏi cưới, định hôn nhưng bà không nhận. Những năm cuối thế kỷ 16, cuộc chiến Nam Bắc Triều giữa Mạc và Lê Trịnh đi đến hồi kết thúc. Khi Triều Mạc sắp vong, vua sai người đến hỏi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và được ông đưa ra lời sấm, Cao Bằng tảng tại, tam đại tổn cô, nghĩa là nếu mà Mạc chạy đến Cao Bằng thì sẽ tồn tại được thêm 3 năm đời. Đến năm 1592, Trịnh Tùng kéo quân ra Bắc, quân Mạc thua to phải chạy. Nghe theo lời Trạng Trình, tướng giặc Mạc Kính Chỉ tập hợp con cháu họ Mạc kéo lên Cao Bằng làm đất xung thân. Ở làng Kiệt Đặc, gia đình bà Nguyễn Thị Duệ cũng phải đi lánh nạn. Nhớ đến những năm tháng yên lành dưới triều vua Mạc, gia đình bà tìm đường lên Cao Bằng. Mặc dù tài hoa, nhưng vì là phận nữ nhi nên bà không được phép đi học. Và tại đất Cao Bằng, vị tài nữ này đã quyết định giả trai để tiếp tục đam mê đèn sách. Dù đang phân tranh cùng họ Trịnh, nhưng dòng dân lúc bấy giờ vẫn theo nhà Mạc rất đông. Nhiều danh sĩ cũng lên Cao Bằng để thi thố tài năng, mong góp sức cho vương triều. Khi triều đình mở khoa thi cử để tìm kiếm nhân tài giúp nước, đã thu hút được nhiều sĩ tử, trong đó có cả bà Nguyễn Thị Duệ. Bà lấy tên là Nguyễn Ngọc Du, ăn mặc dạ trai, đăng ký để dự thi. Trong các kỳ thi hương, hội và đình, bà Duệ đều đỗ đầu và trở thành trạng nguyên. Có tài liệu cho rằng đó là khoa thi năm Giáp Ngọ, tức năm 1594, khi ấy bà chỉ khoảng 17 đến 20 tuổi. Bà chúa sao xa. Sách Những Người Thầy Trong Sử Việt viết khi triều đình mở yến tiệc đãi các tân khoa, Nguyễn Ngọc Du là người đầu tiên đến làm lễ trước vệ rồng. Nhà vua và tất cả quan văn bá võ ngạc nhiên trước vẻ khôi ngô tuấn tú, dáng bước khoan thai của tân trạng nguyên. Khi nhà vua ban ngự tử, Nguyễn Ngọc Du đến nhận lễ, thấy trạng nguyên mặt hoa da phấn, thân hình mảnh mai, sóng mắt long lanh, vua mới ngờ vực rồi hỏi và được biết Du thực chất là con gái. Cả triều đình kinh ngạc vì chuyện xưa nay chưa từng có, chưa kể đây là tội khi quân, thậm chí có lời đồn cho rằng đó là điểm xấu, báo hiệu tận số của vương triều Mạc, tội khó thoát án chết. Tuy nhiên, vua Mạc đã không trừng phạt mà còn khen ngợi và tỏ ra rất quý trọng tài sắc của bà. Cho lấy lại tên cũ, ban cho làm lễ quan cùng dạy chữ và lễ nghi cho các cung tần thị nữ. Lâu ngày gặp gỡ, tiếp xúc, Mạc đế càng rung động trước nhan sắc rạng rỡ và tài hoa của nàng lễ quan Nguyễn Thị Duệ nên đã đưa bà vào hậu cung và tấn phong bà là Tinh Phi. Ngụ ý, bà xinh đẹp và sang láng như một vì sao xa, bởi vậy dân gian gọi bà là bà chúa sao xa. Với nhan sắc và trí thức rộng rãi, bà ngày càng được vua Mạc sủng ái, yêu thương và được giao cho công việc tiếp tục dạy bảo lễ nghi, quy tắc cho phi tần. Người ta còn truyền tục câu chuyện, thủa Hàn Vi, anh trai Nguyễn Thị Duệ bị người trong làng hãm hại, nhưng khi vinh hiển, bà không hề nghĩ đến thủ riêng mà sát hại người đó. Năm 1625, quân Lê, Trịnh tiến lên Cao Bằng diệt nhà Mạc. Vua Mạc bị bắt đem về Thăng Long, bà Nguyễn Thị Duệ chạy về ở ẩn tại chùa Sùng Phúc, khu vực phía đông Cao Bằng. Bà vừa trụ trì chùa, vừa dạy học và dạy lễ nghĩa cho con em dân bản. Nhưng rồi trong lúc rối ren chinh chiến, quân Trịnh truy lùng tàn quân của Mạc Kính Cung đã phát hiện ra nơi bà ẩn náu.
Nguyễn Thị Duệ bị bắt, giải đến phủ chúa Trịnh. Nhờ tài đối đáp khiêm nhường nhưng thông minh, bà đã thoát tội chết, được đưa về Thăng Long và đối đãi tử tế. Gương soi chiếu bà vua. Tại Thăng Long, bà Nguyễn Thị Duệ đem Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, vợ của Lê Thần Tông và là con gái của Thánh Đô Vương Trịnh Trắng. Bà Ngọc Trúc cũng là người miệt mài bút nghiêng nên việc hôn nhân đến muộn. Chồng bà là quận công Lê Trụ thuộc dòng hoàng tộc Lê Triều, sau vì phạm tội bị giam ngục rồi mất. Đến năm bà 36 tuổi, chúa Trịnh Trắng lại gả bà cho vua Lê Thần Tông. Bà được tấn phong làm hoàng hậu, xưng danh Hoàng hậu Diệu Viên. Từ đấy, hai tài nữ Nguyễn Thị Duệ và Trịnh Thị Ngọc Trúc trở thành tri kỷ. Hai bà thường cùng bàn luận về thơ văn, Phật pháp trong khắp các chùa chiền vùng Kinh Bắc, gặp gỡ các sĩ phu có tài để hiểu rõ tình hình trong nước. Chùa Bút Tháp là nơi ghi rất nhiều dấu ấn của hai bà cùng công chúa Ngọc Duyên. Bà Nguyễn Thị Duệ sau đó được phong làm chiêu nghi, đứng trên các cung tần. Về việc này, sách Đại Nam Nhất thống chí chép: vua Lê triệu vào dạy cung nữ, phong cho tước hiệu là Nghi Ái Quan. Nguyễn Thị Duệ khi làm quan thường dẫn nghĩa lý kinh sử, sử tích cổ kim rành mạch nên hai chúa Trịnh Trắng và Trịnh Tạc đều khen ngợi trọng vọng. Các biểu sớ, văn bài, thi đại khoa, vua Lê, chúa Trịnh đều nhờ bà khảo duyệt. Sử sách ghi lại, khoa thi năm Tân Mùi, tức năm 1631, có bài văn khá đặc biệt của một sĩ tử. Các quan trường đều khen văn phong uyên bác nhưng lại tỏ ý có phần khó hiểu. Được hỏi đến, bà giải thích tường tận những điển tích và ý tứ của bài văn giúp sĩ tử đó đỗ đầu. Theo những người thầy trong sự việc, danh tiếng của Trạng Nguyên Nguyễn Thị Duệ vang khắp nơi. Quan tâm đến việc học hành ở quê nhà, bà cấp tiền cho lập văn hội ở Chí Linh để con em trong vùng đến học tập. Tại nhà thờ họ Nguyễn, nhiều sách cổ kim được đặt để mọi người đến đọc. Cứ vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, các sĩ tử lại tụ tập để nhờ ngựa trạm đem về bài của bà gửi về. Học trò làm bài xong, niêm phong đóng hộp để ngựa trạm trở về kinh cho bà chấm. Quê hương bà trở thành điểm sáng về học hành đỗ đạt. Năm 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Duệ xin chí sĩ về quê Chí Linh dựng am Đàm Hoa. Đây vừa là nơi ở, đọc sách, tĩnh tu, vừa được coi như một trường học của làng. Các sĩ tử trong vùng ngày ngày đến am để nghe bà giảng giải kinh nghĩa. Bà cũng được nhà Lê cấp thuế trong làng làm ngụ lộc, nhưng bà chỉ lấy một ít tiền để chi tiêu, còn lại dành hết cho công ích, trợ giúp cho người nghèo. Bà Nguyễn Thị Duệ mất vào ngày 8 tháng 11 năm 1654, hưởng thọ 81 tuổi. Thi hài bà được an táng ở quê nhà. Ngọn tháp xây trên mộ được gọi là Tinh Phi Cổ Tháp, khắc 10 chữ: lễ phi sinh thông tuệ, nhất kính chiếu tam vương. Tức lễ phi là người thông tuệ, một gương soi chiếu ba vua. Nhớ công ơn của bà, dân làng Kiệt Đặc dựng nên đền thờ tôn bà là Phúc Thần. Trên bức hoàng có hai chữ Hoa Am, trong bức tượng bà và đôi câu đối: giá khoa tiên chiếm cao bình bằng, đại bút do truyền bát cổ bi. Tại văn miếu Mào Điền Hải Dương, 637 vị tiến sĩ được thờ, trong đó có bài vị của nữ tiến sĩ duy nhất để tên Nghi Ái Quan Nguyễn Thị Duệ. Theo công dư tiệc ký, văn thơ của bà rất nhiều nhưng nay không còn bài nào. Bà có làm bài gia ký bằng quốc âm thuật, lại các việc riêng và tự ví mình như bạc thị. Bài gia ký có câu rằng: kém gì một chút đạo điên, so lè bạc thị vốn duyên hán hoàng, nữ nhi dù đặng có lề, ắt là tay thiếp kém gì Trạng Nguyên. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!